đây hả? Đằng kia, đằng kia. Đấy, đằng kia, đằng này đó. Đằng kia, đằng kia. Lúc đi, lâu đi quá, quên. Dạ chào cả nhà. Hôm nay vợ chồng mình đi ăn sáng ở vùng ven cận ở thị trấn quê mình nha cả nhà. Dạ mời cả nhà đi theo mình ăn sáng nha. Rồi tới quán rồi cả nhà ơi, quán này bán bún bò, cơm rồi. Quán chống gì cũng quán. Cơm gì với cơm gì em? Cơm sườn bì chả trứng rồi gì bún bò. À cơm sườn bì chả trứng, bún riêu, bún bò, hủ tiếu. Anh ăn gì anh? Cơm đi, ăn cho khác một chút. Thấy hấp dẫn rồi đó. Chỗ giờ bán mấy món, 4-5 món. Vậy như món ăn cơm là cái này trong can này nhiêu biết. Nhiêu dĩa vậy bà chủ? À, rẻ quá rồi, coi dĩa cơm hấp dẫn quá. À, có bì, chả trứng, bún bò nhiêu con? Bún bò 25 luôn. Có như một phần là 25. Dừa viên, à, thịt bò, cái này là nạm nè, gân á, nè, nạm gầu, gân, bún bò Huế. Quán này thì không có đông khách nhưng mà bán mang về đồ bán lai gai được lắm cả nhà. Lai gai ăn chút có 2-3 người mua, ăn chút có 2-3 người mua, nhưng mà trong quán thì có 2-3 bàn vậy đó, nhưng mà bán được lắm, thấy tình hình bán được hơn những chỗ khác. Thao nướng thịt nè.
Đó, cái chị này nướng thịt dùm ốp cũng hấp dẫn lắm, xả với tỏi nhiều ốp thấy cũng hấp dẫn lắm. Chả trứng rồi, hấp dẫn không? Quá trời ngon. Ốp ngon quá, vừa miệng. Ngon quá. Vừa miệng đậm đà lắm cả nhà. Ngon quá. Ngon, móc túi trả tiền đi. Nãy mới trả quên quay. Nhiêu tiền vậy? 50. Rồi. Thôi về. Anh. Dạ, mình quay, mình đi qua bên đường nữa, mình quay cái quán cho cả nhà biết quán này tên gì ha. Mình cũng quên sơ ý, nãy không có quay. Bây giờ xong rồi mình ăn, xin chào cả nhà ha, hẹn lại clip sau. Xin chúc cả nhà nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống. Dạ thôi bây giờ mình về nha cả nhà. Bye bye.